bộ máy mài khuôn mini này. Con này là 260 công suất 260W. 260W full bộ phụ kiện như hình đây. Đây là mũi mài kim cương, đây là đá, còn đây là đầu kẹp giáp, hai đôi chổi than, cờ lê, đĩa cắt răng, cắt gỗ, cắt nhựa, đĩa cắt kim loại, đá, đá cắt vừa mài, bông nỉ đánh bóng làm sạch sản phẩm, dây chuyển động, dây nối dài cho máy này các bạn nhé. Đấy, hộp đựng, đây là hộp đựng, đây, hộp đựng của nó đây. Các bạn liên hệ đặt hàng qua số hotline 0964 291 291 858. Full bộ phụ kiện như video này các bạn nhé. Đấy, giáp này, đĩa cắt này, đá này, đĩa cắt răng, cắt gỗ, cắt nhựa này. Full bộ phụ kiện như này. Cả hộp máy bao gồm cả hộp, cả dây chuyển động. Máy thì công suất 260W. Đấy. 6 cấp độ. Công tắc an toàn. Đó. Giáp này thì các bạn để dùng để đánh thô đầu tiên này. Đó. Nếu cần về đánh sạch sản phẩm các bạn dùng bông nỉ này này. Đây là mũi mài này. Mũi mài này có thể khắc đá. Cái mũi này có thể khoan khoan đá được nha các bạn nhé. Khoan đá thì các bạn nhớ cho nước vào. Còn đây là cán giáp. Cán giáp lắp vào đây. Các bạn lắp cái cán giáp vào đây. Vặn chặt con ốc này ở trên đầu này lại thì nó sẽ chặt căng con giáp này lên. Đây là đôi chổi than dự phòng cho máy. Đó. Đây là cán này, cái cán này là cán bông nhá. Cán bông này các bạn vặn vào đây. Cán bông này các bạn vặn vào đây. Còn đá này nhá. Đá đây thì cán của nó đây. Cái cán này thì các bạn có thể lắp luôn với cái đĩa cắt gai này nhé. Con này mạng máy của nó là bộ máy mài khuôn mini hay là máy mài khắc mini. Mã của nó là model là 511 nhé. Full bộ phụ kiện như video. Các bạn đặt hàng thì liên hệ qua số hotline 0964 0964 291 291 858 để được hỗ trợ đặt hàng cũng như là để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Còn bộ sản phẩm này là như video này luôn, bao gồm hộp này, máy này, dây chuyển động này, phụ kiện như hình này. Ngoài ra các bạn có thể mua phụ kiện ở trong shop rất là nhiều. Các bạn xem video này thì cũng có cái đường link link đặt hàng ở trên Shopee. Các bạn kích vào link đặt hàng ý, các bạn có thể đặt được hàng sản phẩm. Nếu các bạn không đặt hàng được trên Shopee hay Lazada thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0964 0964 291 291 858. Đấy, các bạn cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng tôi nhé. Các bạn có thể bấm theo dõi trên YouTube để các bạn nhận được nhiều sản phẩm mới của shop hơn nhé. Con máy này siêu khỏe nhé. Đấy, 260W nhé. Công tắc an toàn này. 6 cấp độ này. 1 này. 2 3 4 5 6. Cấp độ 6 là max nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi.